Kháng sinh thì các bạn tự biết rồi, đánh một liều đầu tiên hiệu quả, liều thứ hai phải tăng lên, liều thứ ba tăng lên, liều thứ tư hết chữa. Đó là kháng sinh. Chúng ta không dùng kháng sinh, chúng ta dùng cái này để mà cứu con tôm. Vấn đề là theo dõi gan để mà chúng ta dùng cái hớt cua cho nó phù hợp. Hớt cua là sản phẩm chúng ta dùng nó thường xuyên và để thay thế kháng sinh các bạn nha. Đó, kháng sinh thì các bạn tự biết rồi, đánh một liều đầu tiên hiệu quả, liều thứ hai phải tăng lên, liều thứ ba tăng lên, liều thứ tư hết chữa. Đó là kháng sinh. Chúng ta không dùng kháng sinh, chúng ta dùng này để mà cứu con tôm miết vào thời điểm này. Trải qua rất là khó khăn đó anh chị, vì mưa gió rất là khó. Chính vì vậy mà chúng ta mới được ngày hôm nay là nhờ cái sản phẩm này. Thì cách dùng sản phẩm này, các anh chị thấy trong cái sổ tay này, cái sổ nhật ký này, dùng rất là khiếp. Ngày thứ nhất là đánh hươu cua rồi, ngày thứ hai là đánh detoxin, ngày thứ ba hươu cua, ngày thứ tư không đánh, ngày thứ năm hươu cua, ngày thứ sáu đánh detoxin, ngày thứ bảy hươu cua, ngày thứ tám hươu cua, ngày thứ 9 đánh detoxin, ngày thứ 10 không đánh, ngày thứ 11 hơ cua, ngày thứ 12 hơ cua. Khiếp không? Mới giữ được con tôm. Tại vì sao phải đánh như thế này? Tại sao phải đánh? Tại sao? Tại vì cứ mỗi 2 giờ chúng ta kiểm tra cái gan một lần, gan tôm một lần. Đặc biệt là cái hồ của Xuân Bảy á, khi cho ăn mà tăng lên cái là gan nó dũng, tăng lên cái gan nó dũng. Đó, nó rất là khó khăn. Hồ Xuân Bảy CP nó cũng có nhưng mà ít hơn, trong khi Hồ Xuân Bảy rất là nhiều, xảy ra rất là nhiều lần, và chúng ta tốn kém cho nó rất là nhiều cái hơi cua. Cái hơi cua anh đang nghiên cứu làm sao cái hơi cua nó sẽ giảm giá thành xuống nữa, rẻ xuống nữa, chứ còn nếu dùng như thế này thì các anh chị sẽ nuôi rất là khó. Đang nghiên cứu, đang nhập một cái dây chuyền từ Hàn Quốc về để chiết xuất ở Việt Nam mình xem nó rẻ không. Dây chuyền này khoảng 5 tỷ ở Hàn Quốc. Vừa rồi đi qua bên đó thì đã liên hệ được rồi, và sẽ nhập về. Thì cái dây chuyền này là nó tới 5.000 lít, cứ 3 tiếng đồng hồ nó ra được 5.000 lít. Đó, cho nên chắc chắn cái bộ này về là mình cải thiện rất nhiều, và mình xài cái này vô tư. Làm sao mà một chai nó dưới 200.000 là được, thấy không? Chứ không mà xài như bây giờ là chết. Đấy, mùa vụ nó khó khăn mà xài kiểu này chết. Đó, cho nên đang muốn về cái thứ này. Và đã kiểm tra thì tất cả các loại thảo dược mà nó làm sản phẩm hiện tại đang nhập của Hàn Quốc, của Ấn Độ, các bạn nha. Đó, nhưng mà sẽ nghiên cứu làm sao tất cả các loại thảo dược mình nhập cái nguyên liệu về mình chiết xuất ở đây nó sẽ rẻ. Một số thì Việt Nam mình cũng có, một số ví dụ như là tỏi này ở đây mình có nè, hành tây mình có này, hạt tiso mình có này, đó mình có rất là nhiều. Trong này là tổng cộng khoảng 20 loại thảo dược khác nhau, nhưng mà một số khác mình cũng có, mình phải nhập từ Ấn Độ về, nhập cái nguyên liệu thôi, giờ mình chiết xuất. Rồi, thì chính vì vậy mà mới giúp cho cái gan mình giải quyết cái này. Cứ 2 tiếng các anh chị ra kiểm tra, cảm thấy gan nó đổi màu, nó nhạt màu, hoặc là màu tự nhiên nó vàng, hoặc tự nhiên cái gan nó không có gom nữa, nó cứ rã ra, và cái lipid mà bọc xung quanh cái gan á, lớp mỡ, cái fat xung quanh cái gan đó, nó ít đi. Nó ít đi thì chúng ta phải đánh một cái này hay lắm, cứ đánh xuống một cái 2 tiếng hồ sau gan đẹp lại. Đó, nó hay như vậy đó. Cứ một lần đánh tùy theo cái hàm lượng nha, nếu mà đẹp vừa thì đánh 1 lít, gan yếu quá đánh 2 lít, cực yếu luôn đánh 3 lít. Và ở đây đã có rất nhiều cái trường hợp đã đánh đến 3 lít rồi. Rất nhiều trường hợp đánh 3 lít rồi. Trên một hồ 500 mấy khối nước. Nhưng quánh thẳng vô trong hồ. Lúc này còn lâu trộn nó mới lên. Khi vô hồ đó, cho nó uống luôn. Đấy, thì mới cứu được. Thì vừa rồi nó bị như vậy nè. Còn xung quanh đây thì nó bị gan rớt hết. Đó, và mình giữ được con tôm nhờ cái này. Vậy thôi, mình không dùng cái kháng sinh nào. Đó. Và tất nhiên là trộn cho ăn nữa ha. Trộn thì cái liều lắc có cái liều trộn ở đây. ha. Các anh chị sẽ ghi chép cái điều trộn ở trong này đó, Huy ghi chép và tại sao họ trộn như vậy. Các anh chị chiều nay chụp hết cái cuốn này ha, tôi chụp hết cái cuốn này nha, để về ghi chép lại. Huy không nói nữa, mất thời gian. Trong này người ta đã ghi hết rồi, các anh chị cứ làm đúng như vậy là xong. À, thằng này nó ghi rất là kỹ lưỡng. À, nó học mới có mấy tháng mà nó ghi cỡ này. Đó, ghi rất là kỹ ở đây các bạn. À, thằng này là gì? Rung ghi đó. Rồi. Đấy. Nó ghi rất là kỹ. Các anh chị cứ thế chót chép vào một trang một bên này nha. Xong là khi thực hiện bên này để mình đối chiếu. Hiểu chưa? Bao giờ các bạn đi học ở đây là các bạn thực tập ở đây phải có một cuốn sổ. Mua cuốn sổ to này nè, đừng mua chút bẹo gì đó, ghi có đủ thiếu gì hết yeah. Và lúc nào cũng đặt câu hỏi tại sao phải dùng cái này, dùng cái này để làm gì à. Anh Nhật, anh Tèo ở đây sẽ giải thích cho các bạn yeah. Thì lúc đó mình mới sáng tỏ ra được, mình hiểu được. Và tất nhiên các anh chị phải đọc được sản phẩm của công ty. À, cái đường ruột nó là biogon, thì biogon đường ruột nó có các cái vi các cái vi khuẩn, đúng không? Tại sao biogon nó lại khác FCD hay là những cái khác, thấy không? Thì mình phải hiểu được sản phẩm, phải hiểu được sản phẩm mình mới dùng được. Dùng mà không hiểu á, dùng mò. Có đôi khi mình tìm không ra sản phẩm này, mình biết cái sản phẩm này nó cái gì, để mà mình tìm sản phẩm gần tương tự để mình dùng chứ. Đó. Ví dụ boron nó là gốc bromin, thì mình tìm sản phẩm nào nó có boron mình xài, miễn sao nó hiệu quả giống nhau. Đó, đó. Thì cái cơ chế sản phẩm chiều Huy giải thích cho các anh chị từng sản phẩm một hiệu quả là sao, tại sao là khi nào dùng Quick Swim mà tại sao khi nào dùng biogon, đúng không? Và tại sao phải dùng canxi phốt, tại sao phải dùng uca, cái gọi là cái tác dụng đó là gì, cái cơ chế hoạt động nó làm sao, mình hiểu được thì mình dùng nó mới hiệu quả được ha. Đó, thì chiều hướng dẫn axit hữu cơ các thứ. Đó, bây giờ mình sẽ nói cách trộn đi cái đây, rồi chiều mình nói tiếp cái đó. Nhớ nha, cái này là cực kỳ quan trọng. Cứu tôm hay không được cái này. Đó, cái này, được chưa? Thứ nhất, bây giờ anh đang sự cố là gì? Gan yếu, ruột có vấn đề. À, ruột lỏng đó, chưa tới phân trắng đâu mà ruột lỏng thôi. Tới đây là chết rồi. Thường gan yếu thì dẫn đến ruột xấu, nó không tải hết thức ăn mà làm sao mà nó tiêu hóa được, lỏng lét. Để cái này nó chạy qua này, này nó chạy qua này. Đó, cho nên bao giờ cũng phải làm lá gan này thật tốt. À, giống như mình nói, các anh chị thấy à, uống bia ngày hôm nay, các anh chị về không uống cho nó gói men tiêu hóa thì sao, ngày mai làm sao ạ? Tiêu chảy là phải chắc. À, gan quá tải trong đêm đó, làm việc không hiệu quả nữa, không có thể nào giúp cho đường ruột tiêu hóa nữa. Thứ hai, đường ruột toàn là Saccharomyces, tức là men, đường men bia nó vô, nó đẩy hết men đường ruột lactic rồi thì làm sao? Chảy thôi. Đó, thì con tôm cũng y xì vậy, khác gì hết. Giúp cho gan thật tốt thì đường ruột nó tốt, ngược lại đường ruột rất tốt thì tiêu hóa tốt, dẫn đến gan tốt. Cho nên hai thằng này là quan trọng nhất. Các anh chị cứ chăm hai cái này cho tốt là ok rồi. Còn cái chuyện mà nó thiếu khoáng này nọ dễ ồn, cầm con tôm lên nó mỏng mỏng thì làm sao? Đánh khoáng nhiều vô, giảm thay nước lại, giảm ăn lại, nó bớt lột thì nó cứng bỏ như thôi, rất cơ bản. À, cái này là quan trọng nhất ha. Cho nên phải chọn hai cái sản phẩm nào giúp cho gan thật là tốt và ruột thật tốt là hai cái quan trọng cực kỳ. Đó, chị Huy chỉ nhắc hai cái phần này để các anh chị được nhớ. Nhớ mỗi lần 2 giờ kiểm tra gan một lần. Số 7 là gan bây giờ ổn chưa? À, ổn từ ngày mấy? Tháng này ổn rồi không? Còn mấy tháng trước sập sình suốt ngày đúng không? Đó, cứ đẩy thức ăn lên là nó sập sình. Đấy, gan xấu đến mức độ như vậy. Tốn này nhiều tiền à? Tổng cộng mình từ đầu giờ dùng hết bao nhiêu thùng bia mới mua rồi? Không nhớ nổi, nhiều quá không nhớ nổi luôn. Cái gì đó chắc cũng phải 20 thùng hả? Hơn 20 thùng, kinh khủng. Người ngoài người ta nuôi người ta mạt thôi chứ còn gì. Nhưng mà mùa vụ này rất khó các bạn, không dùng cái đó thì không giữ được tôm. Nhưng dùng 20 thùng trở lên nhưng mà giữ được tôm đến mức độ này lời không ạ? lòi chắc. Thấy không? Anh cho tổng tiền thuốc á, maximum 7 hồ này 400 triệu vẫn còn lời. Đúng không? Tao 400 triệu không? Mình đang còn xài còn ít hơn anh Thành Đạt dưới kia. Đại lý Thành Đạt ở Trà Vinh về sai 24 con, có 3 hồ thôi, dùng 400 triệu tiền thuốc. Nhưng bán nhiêu tiền? 20 tấn. 3 hồ 20 tấn, và nhút tôm 24 con, 400 triệu rồi xin nhê gì, đúng không? Nó ăn thua gì. Nhưng mà có 400 triệu này nó mới về được cái này. Không là rụng rúng. Tại vì ông nuôi tới 30 mấy ngày là bị phân trắng, 30 mấy ngày phân trắng chủ quan, không diệt khuẩn. Xong cái ôi ơi, mày ở bên này nhớ 3 ngày diệt khuẩn lần nha, anh bên này kinh nghiệm rồi, 3 ngày diệt lần cho anh. Mà diệt ao lắng, diệt ao nuôi luôn đó. Thì thân với nhau mà, đại lý của mình mà. Đấy, chia sẻ với nhau. Đấy, xương máu của anh em ơi. Đấy. Nhưng mà từ bị phân trắng 30 ngày mà ông về được size 24 con, cho anh chị thấy hay rồi, hoàn chỉnh luôn, về size lớn luôn. Có một clip ở trên mạng thì có up được đó, anh Thành Đạt ở Long Vĩnh, Trà Vinh. Thì đó chứng tỏ là gì, mình đừng có lo lắng cái chỗ này, đừng có lo lắng chỗ này, quan trọng là cái đích đó. Còn nếu mà các anh chị cứ để nó lượng sượng thì do 50-50, đúng không? Có nghĩa là có thể đi, có thể xong. Còn cái này đảm bảo